phiên giao dịch ngày cuối tuần vừa rồi ấy, thì có một cái nến là nó xác nhận là nó thủ mất thằng Kijun rồi, thằng tiên can rồi đó. Thế đây là một cái tín hiệu, vẫn là trong một cái tín hiệu trong một cái vùng tích lũy này, thì chúng ta vẫn vẫn có thể xem xét ở trong tuần sau. Chú ý trong tuần sau là những cái vùng mà nó sụt giảm ở xuống vùng Kijun này là chúng ta cần xem xét. Hiện tại thì chúng ta hãy nối những cái đầu cái đỉnh ở đây này, cái đỉnh của các cái đáy ở đây này, thì đây là một cái vùng tích lũy của VN Index. Và nếu mà nó thủng một thằng cái zone này là chúng ta phải chuẩn bị, nói chung là cũng hơi căng. Lũy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 viên rồi, nhưng cái chị 11 rồi. Xét về cái trung hạn tức là đồ thị tuần á, thì nó vẫn ở trong trạng thái là có khách sạn, tức là nó vẫn có cái lực hút lên, vẫn có khả năng lực hút lên trên vùng khách sạn này nha quý vị, có khả năng lực hút lên khách sạn này. Nhưng ở thời khung ngắn hạn hơn, nó là cùng khung ngày, thì nó vẫn ở trong trạng thái tích lũy. Và trong trạng thái tích lũy ở đây thì nó gần cái mây to này á, gần mây to này khả năng nó sẽ có một nhịp điều chỉnh như thế này. Đó, thế này, sau đó sẽ chạm chạm vào mây và đi 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 xuyên qua mây, khả năng cao là sẽ đi xuyên qua mây này. Mà khi đi xuyên qua mây này thì nó sẽ bị rung lắc tương đối đặc biệt mạnh, nó mạnh. Đấy. Còn cái việc xấu hơn đó là nếu mà trường hợp mà nó thủng một thằng kỳ run này, thì cái vùng kỳ tiếp theo đó, đọc đến thị theo đáy ở đây này, nó sẽ trở về cái đáy ở dưới này, trở về cái đáy này. Hai cây nến này, hai cây nến tương đối là bán tháo thì chúng ta cũng chưa xác định rõ, nhưng mà chúng ta hãy lấy hai cây nến mà nó hồi tiếp lại này. Thì đây là cái kỳ của nó nhé. Đấy, kiểu nó thì nó sẽ điều chỉnh xuống thằng dưới này đây, và nó trườn qua cái lượt mây này, trườn qua lượt mây này, nó đi qua mây eo mây nhỏ này, eo mây nhỏ này, đây là một cái mà chúng ta kỳ vọng nó. Thế nhưng mà thực sự là cái việc này nó phải cần có một mà dòng tiền vào những cái gì, thì vừa rồi là nhà nước đã có một cái thông tin tương đối tích cực, đó là cái việc lô 10 có khả năng áp dụng ở trong tháng 7, thì khả năng là cái trường hợp này nó sẽ xảy ra. Chứ nếu mà nó không có dòng tiền mới vào là cái việc mà dài hạn ấy, là nó mất hỗ trợ rồi nha quý vị, ở cái khung dài hạn hơn là nó mất hỗ trợ rồi này. Đó, khung dài hạn hơn là mất hỗ trợ rồi, cái việc thọc xuống dưới này là bình thường, chỉ chờ đợi thọc thôi. Và hiện tại bây giờ nhà nước đang điều hành bằng chính sách này, thị trường chứng khoán đang điều hành bằng bằng một vài cái thông tin chính sách này là hơi sao, nó vận động nó không, mình nghĩ là nó phải vận động theo cái sự tăng trưởng của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp bây giờ thì hiện tại nó đang đang gặp khó khăn, gặp khó khăn, ngân hàng thì cũng đang cơ cấu,